Kính thưa quý thầy quý cô, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài Thức A Lại Gia, và hai tiết sau nữa thì nếu còn thời gian chúng ta sẽ học cái bài Chủng Tử, tức là tách cái phần Chủng Tử ra thành một bài riêng để cho nó rõ. Thức A Lại Gia là một cái khái niệm gần như là cuối cùng ở trong Phật giáo, tại vì sau cái khái niệm Thức A Lại Gia thì tất cả các trường phái Phật giáo Đại Thừa cũng như Nguyên Thủy không có thêm một cái tư tưởng nào mới hết trơn á. Kể từ khi Ngài Vô Trước, Ngài đưa ra khái niệm Thức A Lại Gia, thì từ cái thời đại của Ngài cho đến các luận sư về sau đều ra sức để mà chứng minh rằng có cái thức này. Và chính vì sự ra sức của các Ngài cho nên chúng ta mới có cái bài ngày hôm nay. Và thi thì cũng tập trung chỗ này là chính. Đây là cái khái niệm của Phật giáo Đại Thừa, nhưng nó cũng có những cái nguồn gốc ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, ví dụ như là căn bản thức của Đại Chúng Bộ, hoặc là hữu phần của Thượng Tọa Bộ chẳng hạn, rồi cùng sanh tử uẩn của Hóa Địa Bộ, rồi Bổ Đặc Già La của Độc Tử Bộ, đều là những cái khái niệm mà để ám chỉ một cái thực thể nó vẫn còn sau khi chúng ta qua đời, hoặc là khi chúng ta ngủ một giấc hoặc là say rồi chúng ta lại tỉnh dậy chứ không có đi luôn ha. Do đó mà chúng ta tìm hiểu cái Thức A Lại Gia để coi như cái tinh hoa của Phật giáo ở giai đoạn cuối cùng, đó là Phật giáo về Duy Thức Tông. Thì cái Thức A Lại Gia này, cái này chắc bấm nó không có đi ha. Bây giờ thì trước hết thì chúng ta coi cái bài kệ tụng này trước nha. Đó là tiếp theo cái một bài kệ rưỡi đầu thì chúng ta coi ở phần dưới đây này. Do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển, do một cái quan niệm chấp sai và có ngã với có pháp, cho nên bắt đầu chúng ta tạo ra rất nhiều cái cảnh tướng tên gọi của các sự vật hiện tượng chung quanh. Bình thường thì các sự vật hiện tượng ở trước mắt chúng ta, tức là đối tượng nhận thức của chúng ta và bản thân cái con người nhận thức của chúng ta, nó không có cái đặc tính gì á, nó như duyên hợp thôi à. Không có tên, không tuổi, không công dụng gì hết. Nhưng vì do mình có một cái từ, không biết từ lúc nào mà chấp rằng có cái sự vật hiện tượng thật, có con người mình nhận thức sự vật hiện tượng thật, cho nên chủng chủng tướng chuyển, tức là tất cả các tướng trạng nó hiện ra, hiện ra trước cái sự nhận thức của mình thôi, người khác thì nhận thức khác á. Rồi cái sự nhận thức đó, cái sự mà nhìn nhận sự vật hiện tượng có thật trước mặt mình á, nó không phải vô cớ mà nó nương vô một cái nền tảng gọi là thức. Nhờ cái sự biến đổi của thức, nhờ cái sự phát sinh của thức, ta gọi là thức biến. Bình thường thì thức nó cũng là một dạng tổ hợp với cái đặc tính là như vô ngã. Nhưng bây giờ tự nhiên nó phát sinh ra nhận thức các sự vật hiện tượng có ngã có pháp, ta gọi là thức biến. Thì cái hiện tượng thức biến này nó có ba cái hình trạng, có ba cái đặc tính, ba cái biểu hiện mà ta gọi là thử năng biến duy tam. Cái sự biến đổi các tướng xung quanh nó có ba. Thứ nhất là dị thục, thứ hai là tư lương, và thứ ba là liễu biệt cảnh. Thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái khái niệm này: dị thục, tư lương, liễu biệt cảnh. Dị thục có nghĩa là nó tạo ra một cái sự hiện hữu ở trong một cái khoảng thời gian trong tương lai mà tiếp nối cái sự vật hiện tại, diễn tiến đến sự vật hiện tại để chúng ta có cái sự tồn tại ở giây phút kế tiếp, ở đời sống kế tiếp, ta gọi là chính mà khác đi, dị thục khác đi. Hay nói cách khác, đây là cái đặc tính của A Lại Gia để duy trì chủng tử thân căn khí thế giới, để tiếp tục có cái sự hiện hữu liên tục, chứ không phải đứt đoạn như là quan niệm sát na diệt của Kinh Lượng Bộ chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu trước mắt là dị thục, tức là Thức A Lại Gia. Còn tư lương là suy lường so tính để chấp cái bản ngã của mình, đó là công dụng của thức mạt na. Và cặp liễu biệt cảnh thức là sáu thức trước để hướng ra ngoài nhận thức cảnh vật đúng như có tướng trạng mà mình đã ngầm hiểu là có ngã có pháp nha, liễu biệt cảnh. Rồi bây giờ thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái đầu não của con người chúng ta: dị thục, tư lương, liễu biệt cảnh. Cả ba cái này đều dựa trên
hai cái sai lầm, chấp thủ sai lầm là chấp ngã và chấp pháp. Nếu không còn chấp ngã và chấp pháp thì sẽ không còn sự hoạt động của ba cái loại thức này, ba nhóm thức này, dị thục, tư lương, lĩ vực cảnh, mà nó trở thành một cái sự nhận thức tùy theo duyên mà tồn tại, ta gọi là cái trí tuệ vô phân biệt. Còn ba cái này là chính cái sự phân biệt có ngã có pháp mà hình thức ra. Bây giờ thì đây là một bài kệ rưỡi đầu, mỗi bài kệ thì có 4 câu, đó là giới thiệu chung về ba cái thức đó. Bắt đầu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần nửa bài kệ thứ hai đây, là hai câu đầu này đây. Sơ a lại gia thức dị thục nhất thiết chủng. Bắt đầu đi vô chi tiết nha. Quảng minh có nghĩa là làm rõ rộng ra cái giới thiệu đầu tiên là ba cái thức biến này. Thứ nhất là a lại gia, cũng gọi là dị thục thức, cũng gọi là nhất thiết chủng, cũng gọi là gì gì đó, thì tiếp tục coi sao được chưa nha, từng phần một. Cái phần đầu tiên á, cái a lại gia là một tên, hai là dị thục, ba là nhất thiết chủng. Ba cái tên căn bản đó là đại diện cho tất cả 18 cái tên gọi về thức a lại gia khác nhau. Có nhiều tên gọi lắm, ta có thể cộng thêm mấy cái tên gọi của các bộ phái Phật giáo khác vô một cái nữa là nó hơn 20 cái tên gọi khác nhau rồi. Nhưng mà thành duy thức luận liệt kê tới 18 cái tên gọi. 18 cái tên gọi kia thì để từ từ tính, nhưng mà 18 cái tên gọi đó cũng không ngoài ba cái tên gọi này, tức là a lại gia, tức là tàn thức á, a lại gia là tàn, thứ hai là dị thục, có nghĩa là nó biến đổi đi, khác đi, chính khác đi, dị là khác, thục là chính, và thứ ba là tất cả các hạt giống, gọi là nhất thiết chủng nha. Giờ thì cứ coi các bài kệ nó nói cái gì đi rồi tính sao, được không? Cái bài kệ tiếp theo là bất khả tri chấp thọ. Đây là bắt đầu của bài kệ thứ mấy? Thứ ba rồi đó nha, đúng không nha? Hai câu kia là nửa bài kệ thứ hai, còn lại bài kệ thứ ba nè. Bất khả tri chấp thọ xứ liễu, thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư, tương ưng di xả thọ. Đó, vậy thì không thể, bất khả tri là không thể biết. Không thể biết cái gì? Không thể biết cái hành tướng, tức là cái sự hoạt động của cái thức a lại gia được đâu. Học chơi cho biết vậy thôi, chứ nó vô hình vô tướng, nó hoạt động như thế nào thì chúng ta hoàn toàn là không với được tới nó, cho nên gọi là bất liễu tri. Tới cái thức thứ bảy là mình đã không thấy rồi, nó chi thức thứ tám. Nó là một cái dạng tiềm, ẩn, tàng, giấu kín, chôn sâu trong con người chúng ta. Chúng ta không biết được, nhưng mà nó lại đang chi phối mình, cho nên gọi là bất liễu tri. Bất liễu tri cái gì? Cái hoạt dụng chủ yếu của nó gọi là liễu. Liễu này có nghĩa là gì? Liễu này có nghĩa là cái năng kiến, có nghĩa là chủ thể nhận thức á, là mình á. Giờ mình đang nói mình đang nhận thức cảnh vật, thì thật là cái gì nhận thức? Thức thứ 6 và 5 thức trước. Mình đang thấy, đúng không? Mình đang nghe, quý thầy cô đang nghe, mắt đang nhìn lên bảng là đang thấy. Cái bộ não của quý thầy quý cô đang tổng hợp những gì trên bản chiếu và những gì chứ mình đang nói, thì gọi là thức thứ 6, được chưa nè? Tất cả những cái hoạt dụng đó mình nhận biết được chứ, mình đang biết mà đó. Nhưng mà cái đó nó chỉ là biết được ở cái dạng gì? Ở dạng nhận thức thô, nhận thức bên ngoài, ta gọi là liễu biệt cảnh thôi, 6 thức trước thôi. Còn khi nào quý thầy cô phản lại một câu hỏi là gì? Ai đang nhận thức, ai đang thấy, ai đang nghe, thì lúc đó chúng ta đang tìm về thức thứ 8 là ai á, được chưa? Còn cái cơ chế nào mà khiến cho mình không thấy được nó mà chấp cho rằng có cái ai đó thì là thức thứ 7. Mình không thấy được hai thức đó, cho nên bất liễu tri cái liễu. Thức thứ 8 nó có kiến phần, tướng phần riêng, thì lát nữa chúng ta sẽ phân tích cái đó sau. Nhưng bây giờ cái khả năng nhận thức liễu biệt của thức thứ 8 là cái gì? Thức thứ 6, thức thứ 5, thức thứ 4, thức thứ 3, thức thứ 2 và thức thứ 1, tức là ý thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân thức, thì hướng ra bên ngoài nhận thức 6 trần cảnh là được rồi. Ta thấy dễ rồi. Còn thức thứ 8 nó biết cái gì đây? Không có gì khó. Thức thứ 8 nó biết những cái hình ảnh ở trong tâm của chúng ta, để mà khi chúng ta sử dụng nó lôi nó ra thì tự nhiên có đâu trong con người mình ra để nhận thức liền nha. Ví dụ như bây giờ nói mấy cái chữ Hán đó, quý thầy cô đọc mấy chữ Hán này nè. Lần đầu tiên mà chưa học chữ Hán mấy cái bộ thủ gì trơn á, thì chắc chắn mấy chữ Hán này chẳng khác gì mấy con trùng hay mấy bức tranh, đúng không nè? Người Ấn Độ họ viết chữ Hán vui lắm, họ vẽ cái hoa thị cho nó lẹ, tức là họ không biết vẽ nét gì hết.
Nên họ cứ đánh hoa thị, đánh hoa thị cái là xong. Là một cục hoa thị luôn. Một cái trang viết toàn là dấu hoa thị, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn đó. Trời ơi, công qua công lại cũng là hình thôi. À, mấy đứa sinh viên Ấn Độ mà đi nó học tiếng Hoa, nó làm vậy đó. Thế thì lần đầu tiên mà nhìn chữ Hán thì chẳng khác gì hình vẽ, phải không nè? Đúng không? Nha. Giống như bây giờ quý thầy cô nhìn mấy cái chữ mà trong kinh Koran á, một cái chữ ngoằn ngoằn nghèo nghèo như côn trùng, hoặc là chữ Thái Lan á. Vừa rồi là thầy Đắc đi Lào về cho lì xì chúng ta cái bao thơ, đúng không? Phải không nè? Cái bao lì xì trong đó có cái tiền của nước nào vậy thầy? Nước gì? Campuchia hay Lào hay Thái? À, tiền của nước Lào. Thì trong đó có ký tự của nước Lào. Mình nhìn vô là điếc luôn, không biết đây là Thái hay là Lào hay Campuchia hết trơn á. Là bởi vì tại sao chúng ta không biết vậy? Tại sao vậy? Tại vì trong tàng thức chúng ta chưa có ký tự đó, hiểu không? À, cho nên mình nhận thức không được cái đó. Đó. Mặc dù mắt thì nhìn thấy đó, ý thì tổng hợp không biết chữ này chữ gì, không hình dung được. Mà bây giờ nghe thầy Đắc nói chữ đó là chữ Lào như vậy, trong tàng thức chúng ta đã ghi nhận đây là chữ của Lào, được chưa? Ghi nhận chữ Lào rồi, lần sau mà đưa cái tờ tiền thứ hai đó giống vậy, tiền này của Lào liền. Như vậy cái ấn tượng đó ta gọi là cái đối tượng nhận thức của A-lại-da. A-lại-da lấy chủng tử làm tướng phần, tức là đối tượng nhận thức. Và cái khả năng so sánh đối chiếu cái cảnh vật bên ngoài với là cái bên trong á, ta gọi là kiến phần của A-lại-da. Mà cái khả năng đó mình đâu có biết, đúng không nè? Đồng ý không? Nha. Bây giờ thí dụ như quý thầy cô chưa học chữ Hán thì nhìn vô cái này là điếc, không biết chữ này chứ gì, chữ bất khả tri ha. Đó. Thì không biết cái chữ gì gạch ngang cái xẹt xuống cái, xẹt xuống cái, xẹt xuống sấy, giống như ba cái ngón tay trống vậy, không biết cái gì hết trơn á. Được không? Bây giờ nhưng mà mấy thầy cô học chữ Hán rồi mấy cái này dễ ẹt. Mà tại sao nó dễ vậy? Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết mắt nhìn, ý tổng hợp, và ở đâu ở trong tiềm thức á, nó lấy ở đâu ở trong tâm thức sâu xa của chúng ta ra phát âm ra chữ bất liền ngay tức khắc. Ví dụ vậy đó. Thì cái đó đó, cái mà chúng ta tự động lôi trong cái ký ức chúng ta ra, thì cái đó gọi là tàng thức. Cái hoạt động của tàng thức nó vậy đó. Mình chỉ gián tiếp mình nói thôi. Ví dụ chứ mình đang nói ra chứ mình không biết dựa vô cái gì mà đâu trong cái ký ức của mình á, cái kiến thức của mình á, nó cứ nói ra liên tục vậy đó. Cái đó là hoạt động của gì vậy? Của A Lại Da đó nhá. Không phải có ý thức. Nếu mà qua ý thức là phải tưởng tượng, phải dùng cái gì đó trong bộ não ra để nói. Hình dung được không? Khó ha. Yeah. Thì cái tàng thức chúng ta không biết là bởi vì cái khả năng nhận thức của nó chúng ta không biết, nhưng mà nó có, gọi là liễu. Thứ hai là xứ, có nghĩa là tàng thức nằm ở đâu trong con người chúng ta, hoàn toàn chúng ta có biết được không nè. Nếu mà nói nó nằm trên đầu thì đương nhiên tay chân không có tàng thức. Mà tay chân không có tàng thức thì quý thầy cô thử tưởng tượng coi. Bây giờ giả sử như mình mặc một bộ đồ vô mà mình có cảm giác cái bộ đồ này nó không phải của mình á, thì chứng tỏ rằng là tàng thức nó nằm ở trên thân luôn chứ. Mang đôi dép mà đôi dép này hình như phải của mình á, thì như vậy tàng thức mình nói trên đầu thì chắc chắn không có dưới chân. Mà có ở dưới chân á, nếu không có dưới chân thì mình mang một đôi dép lạ làm sao mình phân biệt được đó là đôi dép của người khác, phải không nè? Đó, bởi vì nó có ở đâu đó trong con người mình. Rồi mình nói tàng thức nếu mà không trong người mình chắc ở ngoài hay là khoảng giữa, vân vân, không biết được đâu. Nếu mình nói nó chỉ trong con người mình thì làm sao mình biết được đây là cái bàn ở ngoài mình? Rõ ràng nha. Biết được cái bàn ở ngoài mình thì đương nhiên rằng là cái tàng thức nó trùm ở đâu cả, ở trong ở ngoài vậy đó, không biết được cái xứ sở của nó. Đừng có biết cái linh hồn của mình nó không biết nó nằm ở đâu nha. Thứ ba là không biết được cái sự chấp thọ của nó. Thọ là duy trì cái mạng sống, duy trì cái kiến thức, duy trì cái kinh nghiệm, duy trì cái cảm xúc, cảm giác của chúng ta. Thì cái khả năng mà lưu giữ, duy trì đó mình cũng không biết. Quý thầy cô cứ ngồi đó nghe, cứ ngồi đó nghe, rồi cứ ngồi đó nhìn. Nhưng mà chiều về cái tự nhiên cái bài này học rồi một bữa ha, ví dụ là tự nhiên mình đang ngồi nghe đó, mà ở đâu nó in trong đầu mình hoàn toàn tự động hóa hết, mình không có chủ động ghi nhớ mà nó vẫn ghi nhớ được không nè. Một cái cảm xúc đó nè. Giờ nhìn qua nhìn lại mọi người trong lớp chúng ta cứ ngồi vài bữa là tự nhiên tao biết mặt hết, nhiều khi không biết tên nhưng mà nhìn mặt cái mình học chung khóa 11 hồi xưa ha, mà không biết tên gì, ví dụ như vậy là làm sao?
cái khả năng chấp thọ, cái khả năng ghi nhớ, khả năng lưu trữ, khả năng duy trì cái kiến thức của chúng ta, kể cả mạng sống chúng ta, là do có một cái tiềm thức nào đó nó hoạt động. Mắt mình mắt nhìn là đâu có ghi nhớ nổi, tai mình mắt nghe chứ mình không có biết ghi nhớ. Nhưng bên dưới cái con mắt nhìn, lỗ tai nghe, nó có một cái gì đó để nó tự động ghi nhớ. Mình không biết được nha. Y như là điện thoại, bật ghi âm lên, tự động nó ghi hồi nào mình cũng không biết nữa. Vậy đó. Rồi. Bây giờ thì đó là ý nghĩa của bất khả tri chấp thọ xứ liễu, những cái công dụng hoạt động của nó mình không biết được. Thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư, nghĩa là sao? Luôn luôn nó tương ứng với xúc tác ý thọ tưởng tư. Xúc tác ý thọ tưởng tư là tâm gì vậy? Tâm lý, tâm sở. Tâm sở là gì vậy? Hả? Tâm sở là hành uẩn. Ta nhớ nha, trong năm uẩn tâm sở là hành uẩn, được chưa? Thức là thức uẩn rồi đó. Thức, thức nè, là A lại da nè. Nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về uẩn gì? Nó có phải sắc pháp không? Không. Nó thuộc về tâm pháp, đúng không? Nó không phải tâm sở nữa. Nhưng nó luôn luôn hoạt động cùng với năm tâm sở biến hành. Hay nói cách khác, năm tâm sở biến hành luôn luôn hoạt động cùng với lại tám thức tâm vương luôn, chứ không phải chỉ có một thức này. Nhớ nha. Và đồng thời, năm tâm sở biến hành này cũng có mặt luôn ở trong 51 trừ 5 tâm sở khác còn lại nữa cơ. Nên mới gọi là biến hành. Nhớ chưa nè, năm sở biến hành đó học chưa? Biến có nghĩa là sao? Biến ra. Hành có nghĩa là hoạt động nha. Biến cùng khắp, hoạt động cùng khắp, biến hành. Để nó câu sanh, hay có gọi là ăn theo, hay còn gọi là đeo bám, hay còn gọi là ký sinh, ký gửi. Là đôi bản bất phân ly với lại tám thức tâm vương 51 trừ 5 chữ này đã, đúng không? Đương nhiên là 51 trừ mấy? Trừ 50, tại vì một mình nó gọi là xúc thì phải trừ 50 cái khác ra, đúng không nè? Muốn có thọ thì phải có xúc. Không có xúc là sao có tiếp thọ được, đúng không nè? Phải không? Kể cả mà gọi là mình coi phim chưởng á, mấy người mà đánh chưởng ra, hai bàn tay chưa chạm nhau mà tự nhiên cái người kia văng ra xa một cái gọi là cách không đã chưởng, phải không nè? Nhưng mà nó có cái lực đi chứ, mà có cái lực đi. Hồi đó chứ mình học Ấn Độ chung với thầy Minh Thuận, hồi đó thầy Minh Thuận ở chùa Vĩnh Nghiêm, thầy làm duy na diệt chúng gì đó, đánh mỏ chuông gì chùa Vĩnh Nghiêm á. Sau đó thì thầy qua Ấn Độ thầy học chung lớp. Thì thầy Minh Thuận hồi đó thầy nói hồi lúc mà thầy còn ngoài đời á, thầy cậu của thầy là thầy Bồ Lỗ Ban, gọi là một đại sư á. Vì cậu muốn truyền cái nghề đó cho cháu của mình, mà thầy Minh Thuận lại hồi lúc đó thầy tinh thần yếu đuối lắm, nói chung là không có mạnh dạn. Lúc đó thầy chưa có đi tu, thì thầy nghe nói là Bồ Lỗ Ban có thể mà phát điện ra đồ rồi đánh chưởng đập mấy con ma rồi chết đồ ha, thầy khoái lắm đó. Rồi bắt đầu chỉ cần đọc thần chú là có thể đi quyền đồ được hết trơn á, giống như thần quyền vậy đó. Cái là thầy khoái quá, thầy học. Thì thầy học thời gian thì thầy thấy lúc mà ta mở mấy cái điển gì trên người thầy á, thầy thấy hai vị thầy đó đánh nhau á, là thấy có cái ánh sáng nó đi từ người này qua người kia, giống như dùng chưởng vậy đó. Không biết sao mà thầy nói thầy thấy đó. Rồi cái lúc mà thầy bị hành á, lúc mà thầy thấy học cái nghề cái loại phép thuật đó, cái bùa đó, thì cần phải có cái sự mà quan hệ nam nữ với mấy cái người khác phái thì nó mới có cái lực gì đó, ái dục á. Thì thầy thấy cái nó tệ lậu quá, nó không có thanh cao, cho nên thầy bắt đầu thầy sinh ra một cái tâm là muốn bỏ cái pháp môn đó. Thì muốn bỏ cái pháp môn đó thì tự nhiên á là thầy nó hành thầy bệnh. Thầy kể vậy đó, mà không biết có thiệt hay không, mà nghe thầy kể nha, chính thầy kể cho chúng mình nghe. Cái nó hành thầy bệnh á, lúc mà bệnh á thì thầy nằm liệt giường bị sốt cao nè. Thầy thấy ở dưới cái lưng của thầy á, nó có một cái khối đen, như là cái khối đen vậy đó, lúc nào nó cũng độn độn cái lưng lên vậy đó. Thì người ta, mấy thầy trong cái môn phái nói đó là mấy cái âm binh, cái vong linh gì nó đi theo thầy, nó hành thầy đó. Đó. Rồi sau đó cái thầy phải bắt tâm xuất gia, sám hối những tội lỗi cũ đã tạo ra. Rồi từ từ nó mới hết. Đại khái á, là cho dù như mình coi phim chưởng, cho dù như mình thấy mấy người chị bệnh nhân điện gì đó, mà không có tiếp xúc với người ta, chứ thật ra người ta vẫn có cảm giác nóng, đúng không nè? À, hay là mình đứng gần đống lửa mình vẫn thấy nóng như gì? Cái đó là gì? Xúc. Có cảm giác là phải có xúc, nhớ chỗ đó. Không có xúc thì không có thọ tưởng tư được.
vân vân. Nói cách khác, sự nhận thức của chúng ta sở dĩ có được là có sự tiếp xúc. Hai loại tiếp xúc, một, mắt thấy cảnh sắc bên ngoài, tai nghe tiếng bên ngoài là tiếp xúc bên ngoài. Nhưng mà để nhận thức được cái âm thanh, cái hình ảnh đó thì cần phải có sự tiếp xúc bên trong, có nghĩa là cái tàng thức của chúng ta nó lôi lại ký ức của mình để coi coi cái vật mà mình đứng trước mặt mình á là cái gì. Mà muốn nhận thức nó được là cái gì thì phải có cái hình ảnh bên trong cái đã. Kinh nghiệm á nha, hiểu biết á, kiến thức á thì mới biết được cái cảnh bên ngoài chứ. Thì đó, cái hoạt động của A Lại Gia nó cũng có xúc nữa, chứ không phải không có xúc mà mình không thấy được nó. Quý vị câu hiểu không vậy? Hả? Cái mắt mình hướng ra ngoài thì gọi là nhãn xúc, được chưa? Nhãn căn tiếp xúc với cảnh trần sinh ra nhãn thức, được chưa nè? Căn xúc với trần ra thức, đúng không? Bây giờ thức thứ 8 muốn hoạt động, muốn có sự hoạt động thì phải có cái sự tiếp xúc gì đó. Cái sự tiếp xúc đó là phải lấy từ trong ký ức ra, ta gọi là chủng tử, được chưa nè? Và một cái con người để mà lôi cái dữ liệu đó ra thì ta gọi là kiến phần, hay còn gọi là thức thứ 8. Nó luôn luôn phải có xúc nó mới tạo ra được cái hoạt động của nó, đúng không? Rồi thôi kệ, bỏ qua đi ha, tiếp tục nha. Đương nhiên thì thức nào nó cũng có năm tâm sở biến hành này, không riêng gì thức thứ 8, được không nè? À, đồng ý không? Bỏ qua nha. Rồi, nhưng đặc biệt là nó luôn luôn tương ứng với xúc tác ý thọ tưởng tư là ok. Như vậy thì 51 mà trừ 5 còn mấy ta? 40 mấy? 46 đúng không? Như vậy thì nó có tương ứng với 46 tâm sở khác hay không? Thí dụ như ý thức thì tương đương đủ 51 món tâm sở rồi đó, thức thứ 6 á nha. Còn thức thứ 7 thì tương đương với 5 tâm sở biến hành cộng với lại 8 cái đại tùy vân vân. Rồi, còn cái này á thì nó tương ứng với 5 cái tâm sở này. Ngoài ra nó còn tương ứng với cái gì khác không thì đáng lẽ ra cái chỗ này phải nói hết nè nha. Thì đây là Hồng thêm một câu: chỉ tương ứng với xả thọ, tức là xúc tác ý thọ tưởng tư thì nó chỉ có tương ứng với 5 tâm sở biến hành đó thôi, ngoài ra không tương ứng với lại 46 tâm sở biến hành. Tuy nhiên trong cái thọ đó, xúc tác ý thọ tưởng tư á, thì cái cảm thọ đó nó có tới mấy loại? Mấy loại? 3 cũng được mà 5 cũng chẳng sai. Là gì? Khổ, lạc và bất khổ bất lạc, được chưa? Hay gọi là khổ u hỷ lạc xả đó, được chưa nè? Thì nó chẳng có tương ứng với cái khổ và cái lạc, hay là cái khổ u và cái hỷ lạc đâu, mà nó chỉ tương ứng với cái xả thọ thôi nha. Tức là 1/5 hoặc 1/3 của thọ đó, được không? Nếu mà nó phân thọ làm 3 là khổ, xả và lạc thì nó không có tương ứng với khổ, nó không có tương ứng với xả, nó chỉ tương ứng, ít không tương ứng với lạc mà chỉ tương ứng với gì? Xả thọ mà thôi. Như vậy thì 5 tâm sở biến hành nó tương ứng với 4 tâm sở rưỡi đi, như vậy mà. Tức là tâm sở thọ nó tương ứng có một miếng trống à, là xả thọ thôi. Được chưa nè? Đúng được à? Hay nói cách khác nha, tại sao nó tương ứng với xả thọ? Con mắt của quý thầy quý cô có thể là thích nhìn cái cảnh thích á thì thích, mà cái cảnh mà không thích thì mình không thích. Ví dụ như gặp người cái gì thấy ai giàu có dương mắt mãi nhìn, đúng không? Gặp kẻ bần cùng lờ đi chẳng đói, trong cái bài Sống Hối Sáu Căn á, đó là quyền của con mắt, hiểu không nè? Con mắt có quyền tương ứng với lạc thọ hay là khổ thọ hay xả thọ là quyền của nó, bởi vì nó tương ứng với đủ 51 món tâm sở, kể cả 5 tâm sở biến hành biệt cảnh gì tương ứng hết luôn á. Nhưng riêng cái thức A Lại Gia mình không có quyền từ chối khi mình tiếp xúc à nha, ghi nhận à nha, hiểu không? Này ta không hiểu thôi chứ biết sao giờ. Tức là bây giờ chứ mình có nói quý thầy cô hiểu không hiểu gì không cần biết, nhưng mà trong A Lại Gia nó vẫn ghi nhớ đó, nó vẫn ghi nhớ á. Có thích nghe không thích nghe gì nó vẫn ghi nhớ chẳng á. Có nghĩa là nó chẳng có cần biết là cái cảnh yêu thích hay cái cảnh ghét bỏ, tức là hỷ hay lạc gì đó, nó chỉ tương đương với xả thôi, có nghĩa là trung tính, hiểu không nè? Cái khả năng ghi nhớ nó giống như cái ổ đĩa cứng của chúng ta đi. Ổ đĩa cứng của chúng ta đưa cái dữ liệu vô trong đó thì bất kỳ dữ liệu gì nó cũng vô đó. Cái máy vi tính mình nè, bây giờ mình không có thích môn triết, mình copy vô nó vẫn phải copy cái bài của môn triết. Mình không thích cái môn tiếng Hoa, mình copy vô nó vẫn phải ghi à. Nó không có chọn lựa là đây là cái bài của lớp triết thì nó mới ghi, còn cái bài của lớp Hoằng Pháp, lớp tiếng Hoa nó không ghi. Không có cái vụ đó. Cái gì nó cũng ghi thì gọi là xả thọ. Được chưa? Rồi, thông qua ha. Rồi.
tương ưng chỉ có xả thọ trong năm năm sở biến hành, nó chỉ tương ưng với xả thọ mà thôi nha. Đây nói về cái sự ăn theo của cái thức đó. Cái chỗ nào không hiểu phải giơ tay lên thảo luận hoặc hỏi liền nha. Cái đoạn này cho lẹ nha. Đây chỉ mới nói sơ sơ, còn thành dư thức luận nó nói chỗ dằn gian đại hải luôn. Mình mà không có tóm tắt hả? Học cái bài này không hết, một tháng chưa xong. Nó dài ơi là dài, đọc một phát mệt luôn vậy đó. Mấy đúng là đại luận sư thiệt. Mình không không phải luận sư, mà mình đi học mấy cổ luận sư mệt lê vô. Nó vòng 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 cũng chỉ có vậy thôi à. Có điều là người ta muốn chứng minh cái điều đó đúng thôi, theo cái kiểu lý luận. Rồi bây giờ thì còn cái những cái tính chất khác, ví dụ như thị vô phú vô ký. Phú có nghĩa là che đậy, đúng không? Ký có nghĩa là sao? Vô ký là sao? Thiện ác và vô ký, được chưa nè? Ba cái đặc tính khác nữa là thiện ác vô ký. Thì bây giờ á, một cái người mà mình tạm gọi là làm ác đi, thật ra ác thiện cũng là do con người mình phân định à. Hôm qua chứ mình đi dạy ở trường cao đẳng về. Đi dạy khoảng chừng 6 giờ chiều về đến ngay chỗ gần Định Quán á, thì thấy hai vợ chồng đó chở hai cái vỏ cần xé mà bằng kẽm á. Phía bên trong là đặt hàng mấy chục con vịt ở chổng á, vịt mà trắng trắng á, bự như nè, đi mới bán á. Thì có nhiều con á, nó nhiều quá cho nên nó phải gác cái mỏ, cái cổ nó ra bên ngoài cái bờ của cái vỏ cần xé rồi. Mà nó nghẹt thở cho nên nó phải ngước cái đầu lên mãi nè, cái nó mỏi quá nó phải gục xuống cái nó ngước lên lại tại nó bị cắn á. Rồi, nhưng mà chưa đâu. Có một cái con vịt mà hai vợ chồng đều chở giống nhau á, là người ta buộc cái chân nó lên cái vỏ cần xé mà bên ngoài. Không biết có hiểu nổi không, nhưng mà kệ, cứ làm đỡ đi ha. Rồi. Thì giả sử cái vỏ cần xé là đây. Thì cái con vịt á, nó không phải bỏ vô trong cái vỏ cần xé mà nó bị cột hai cái chân, ví dụ ở đây cái đầu ở đây chân, nó cột hai cái chân lên trên cái thành và nó bỏ thòng thòng xuống cái vỏ cần xé vậy nè, hiểu không? Nằm bên ngoài á. Thì cái vỏ cần xé đó nó lùn. Mà con vịt á thì nó dài, nếu mà tính ra thì cái cổ của nó luôn là hơn nửa mét. Cái bắt đầu cái nó mỏi chân hay mỏi cổ gì không biết, mà nó thòng cái đầu, cái mỏ, nguyên một cái má của nó bên đây nó bị tróc hết luôn. Tại nó bị cạ vô cái bánh xe. Cái bánh xe Honda á. Tội ghê luôn. Tại bánh xe, cái xe Honda nó không có cái cặt tay, nó không có cái dè. Cái xe cũ á. Cho nên là nó bị treo ngược, cái nó mỏi quá, cái nó rớt cái đầu đó. Nó làm sao mà bay luôn một cái miếng má bên đây máu không. Trời ơi, mà nó còn sống nha. Mình thấy thương gì đâu. Nó mà hai bà ông bà nó chạy chậm như con rùa vậy đó. Xong nó chịu chạy nhanh cho nó. Một là mặn thịt nó cho rồi, hai là thả nó xuống chứ. Mà họ chở rời 40 cây số một giờ họ chạy vậy đó. Chạy mình chạy từ sau cái mình thấy mình không biết làm sao. Tức là làm sao? Cái cảnh ác đó nó vẫn in trong tâm chứ mình. Có nghĩa là vô ký, hiểu không nè? Cảnh thiện nó vẫn ghi trong tâm, cảnh ác nó vẫn ghi trong tâm à. Bây giờ mình không muốn nhìn nó, mà lỡ mình nhìn nó rồi, cái cảnh đó gọi là cảnh bất thiện, cảnh ác, thì nó vẫn ghi nhớ trong tâm mới đáng sợ, chứ đến bây giờ vẫn còn ám ảnh cái hình tượng đó. Mình nói tại sao Quán Âm Bồ Tát không cứu mấy người này ta, Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, không thấy Quán Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn gì đến cứu mấy con vịt đi. Lúc đó mình mới suy nghĩ, thì ra tại vì Quán Âm Bồ Tát là ngài là đẳng giác Bồ Tát rồi, mà đẳng giác Bồ Tát thì theo thành giới thức luận á là đã nhập vào kim cang dụ định, kim cang định. Mà kim cang định có nghĩa là cái tâm như kim cang bất động. Tâm như kim cang bất động có nghĩa rằng là nó không có bị suy xiển gì trước cái cảnh khổ đó sao? Không phải. Tại vì cái trình độ của những vị mà kim cang bất định đó là họ biết được nhân quả. Tức là sao? Con vịt đó kiếp trước đã tạo một cái nhân gì rất ác. Hiểu không nè? Cho nên nó chết đi, nó biến thành con vịt. Rồi xui sao là nó ác hơn mấy con vịt kia, cho nên nó bị cột đằng sau đó. Thì các ngài thấy rõ ràng chúng sanh kể cả đọa địa ngục cũng là đều có một cái nhân xấu trong quá khứ hết trơn á. Cho nên cái lòng từ bi có, nhưng mà cái kiểu đau khổ như mình á thì chắc là không biết có không ta. Quý cô nghĩ có không? Phật Bồ Tát có khổ đau như mình không? Khi thấy cái cảnh khổ không? Có không? Không. Nếu mà gọi còn khổ là không có được. Bồ Tát Phật không có khổ. Các ngài sao khổ được? Các ngài chỉ có tình thương thôi, tình lòng từ bi thôi. Lòng từ bi vô duyên từ á, tức là sao? Nghĩa là nhìn cái cảnh đó là biết nhân quả ba đời của cái con đó, bao giờ nó mới hết cái quả đó, biết được cái nghiệp nó luôn. Thì các ngài nhìn khởi cái lòng từ nhưng mà không khổ, với con không có khổ đau như mình. Nếu mà mình
mà không có cái định đó đó thì rất là dễ bị tẩu quả nhập ma khi chúng ta quán từ bi. Trong Kim Cang, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái phần ngũ ấm ma, quý thầy cô biết cái phá cái cảm thọ là ghê gớm nhất. Những người mà tu mà không biết á, là để cho cái cảm xúc nó chi phối á, thì bị điên, tẩu quả nhập ma khi mà phá thọ ấm. Có nghĩa là khởi cái là tình thương, cái lòng từ bi ra, tự nhiên nó đau khổ cái đi lang thang suốt ngày. Bởi vì khi tu, cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy được quá khứ, thấy được tương lai luôn. Thì ở Trung Quốc có cái những người vậy đó, họ đi lang thang ngoài đường, họ nói chết rồi. Chết rồi, cả cái thành phố này sẽ bị chết hết, đau khổ quá, cả thành phố chết hết, bây giờ làm sao cứu được họ đây? Họ cứ vừa đi vừa la vậy. Người ta cho cái này là điên, bị bệnh tâm thần, ở trong bệnh viện mà chưa hết bệnh mà trốn viện. À thật sự rồi, cái bắt đầu cả cái thành phố đó đã bị lính bị giặc á, nó tấn công vô, nó giết sạch sẽ hết toàn thành phố hết luôn. Là ổng thấy được tương lai, khi ổng tu Lăng Nghiêm đại định ổng thấy được tương lai. Và tự nhiên ổng bị tẩu quả nhập ma, bị điên luôn. Là cái đó không làm chủ cảm xúc. Nhưng những bậc mà vô Kim Cang dự định là cái tâm họ không có bị điên, nó yên tĩnh, thấy không? Vậy thì nói vậy để hiểu là cái khả năng vô ký nghĩa là sao? Là khả năng mà ghi nhớ mà bất kể cái đó là thiện hay ác gì thì A Lại Gia vẫn lưu trữ, gọi là tàng thức. Được chưa nè? Đặc biệt cho nó nha. Rồi, ta lưu ý cho đó. Hằng chuyển như bọc lưu, thị vô phú vô ký xuất đẳng diệt như thị. Thì có nghĩa là xuất tác ý thọ tưởng tư gì á, cái sự hoạt động của nó cũng là đều vô phú vô ký hết. Ngoài cái tâm vương còn tâm sở nữa thì nó cũng đều hoạt động như vậy. Hằng chuyển như bọc vô phú là không bị che đậy là sao? Không bị che đậy là không bị vô minh nó che đậy, không bị cái chấp ngã nó che đậy. Bảy thức trước thì hoạt động dựa trên chấp ngã đó. Thức thứ 8 á, nó là cái ngã thì đâu có chấp cái ngã, đúng không? Nó là ngã rồi thì đâu có chấp cái ngã nữa. Chấp cái ngã là bổn phận của thức khác, của người khác, vậy đó. Nên là thức thứ 8 là nó không có bị vô minh sai sử hay chấp ngã gì hết. Nhưng mà rất tiếc là nó bị mấy thức khác chấp ngã, cho nên nó bị che phủ. Nó bị các thức khác che phủ nó. Chứ đúng lý ra là nó thanh tịnh, nó là Phật, nó là Như Lai Tạng, nó là Như Lai. Nhưng mà Như Lai này bị chìm bởi dưới bảy thức kia. Vô phú là vậy nha. Nó, nếu chúng ta chỉ cần phá chuyển bảy thức kia đi thành thanh tịnh, nhận thức không còn chấp ngã chấp pháp, thì tự nhiên thức 8 nó sáng ra. Chứ thứ 8 nó hoàn toàn có bị cái gì, nó không có tự đậy nó, cái khác đậy nó thôi, che nó thôi, không nhận ra nó là Phật thôi, mình không nhận ra mình là Phật. Chứ không phải là tự nó xấu nha, tự nó che nha, cái khác che nó, cho nên nó vô phú. Nhưng thứ 7 là hữu phú á. Thứ 7 gì? Nó bị vô minh che, còn thứ 8 không có bị gì che hết, không bị vô minh che. Chúng ta chuyển thức thứ 7, đừng chấp ngã thì tự nhiên bao nhiêu phước đức trí tuệ có sẵn tự hiện ra. Đó là, còn cuối cùng cái quả của nó là A-la-hán vị xả, tức là ở quả vị A-la-hán nó mới bị loại bỏ. Được chưa nè? Thì những cái bài kệ mà nói về thức A-lại-gia này á, là nó có đây nè, xin ghi lại cái bài tụng này cho nó hết ý luôn nha. Thì chúng ta lưu ý á, là cái phần đầu á, là giới thiệu hai câu đầu này, giới thiệu là sơ A Lại Gia thức vị thục nhất thiết chủng ha, là nói về cái tên gọi của nó, được chưa? Rồi nguyên bốn cái câu này nè: bất khả tri chấp thọ xứ liễu, thường giữ xúc tắc ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ, là nói về cái hành trạng của nó, tức là hoạt động của nó, được chưa nè? Nó có bố cục, chứ không phải là người ta viết tùng luôn đâu. Giống như bài văn thì có mở đầu rồi thân bài kết luận, văn bình luận thì có gì là giải thích, chứng minh và bình luận, ví dụ đó. Thì cái đây cũng vậy, đưa ra cái tên gọi, giới thiệu, introduction, rồi bắt đầu cái activity, cái hoạt động của nó, được chưa? Và cuối cùng là cái quality, cái tính chất của nó, tính chất, được không? Tính chất là mấy cái bài kệ này nè: thị vô phú vô ký xuất đẳng diệt như thị, hàng chuyển như bọc lưu a la hán vị xả. Là hai câu này, là ba câu này: thị vô phú vô ký xúc đẳng diệt như thị, hằng chuyển như bọc lưu, là cái tính chất của nó. Tính chất nghĩa là sao? Là cái cá tính của nó, cái hình tướng của nó, cái biểu hiện của nó, được chưa? Biểu hiện của nó, cái tính chất của nó. Còn cái cuối cùng á, cái cuối cùng á là cái sự xả bỏ của cái thức đó. Cái kết quả của xả bỏ là đến A-la-hán nó mới hết được cái thức đó. Cái kết cục của cái thức đó là không phải còn tồn tại vĩnh viễn, mà
cuối cùng nó cũng phải chịu cái quy luật là sinh trụ dị diệt thôi, thành trụ hoại không thôi. Thì cái đó là cái cấu trúc của một cái thức. Qua thức thứ bảy cũng làm kiểu này, thức thứ sáu cũng làm kiểu này, năm thức kia cũng cái cấu trúc nó tương tự như vậy. Với cái giới thức tam thập tụng nha, hay thành giới thức luận. Rồi đó là giới thiệu về cái bài tụng. Bây giờ thì chúng ta đi qua từng phần một. Thứ nhất là tên gọi của nó. Tên gọi của thức A Lại Gia, tức là khái niệm và nội dung. Thì hồi nãy chúng ta thấy hai cái câu kệ đầu mà chúng ta vừa mới phân tích hồi nãy gọi là gì ta? Sơ gì? A Lại Gia thức. Rồi gì nữa nè, câu kế tiếp là gì? Dị thuộc nhất thiết chủng. Như vậy hai câu đầu nó giới thiệu á, giới thiệu đó. Giới thiệu thì có nghĩa là phải nói tên tuổi nó chứ, đúng không? Giới thiệu tôi tên gì chứ. Mới đầu vô với mình gặp quý thầy quý cô trong lớp, nói mời cô đứng lên, mời thầy đứng lên. Cái thầy chắc không biết thầy tên gì trước, đúng không nè, để dễ xưng hô. Thì cái đó gọi là giới thiệu A Lại Gia. Thì ba hai câu đó nó nói lên ba cái tên. Tên thứ nhất gọi là tàn thức. Cái chữ A Lại Gia là tàn, tàn, nhớ nha, chúng ta đã biết rồi. A Lại Gia là tàn thì đương nhiên có cái chỗ dịch là A Lợi Gia vân vân, kệ hả, đúng không? Nhưng mà giờ trước mắt ở đây chúng ta hiểu là A Lại Gia đi, cái đó là tàn. Tàn, tàn là ẩn, là chứa, được chưa? Rồi. Thì cái thứ hai là dị thuộc gì, thứ ba là nhất thiết chủng gì, cái đó tính sao, tại sao gọi như vậy thì từ từ tính được không? Nếu mà nói về mặt mà cấu trúc á, nói về mặt mà cấu trúc A Lại Gia thì chúng ta có ba cái cấu trúc như vậy nè. Ví dụ như A Lại Gia ở cái mặt là tự tướng của nó ha, tự tướng nè, hay là tự thể á. Thứ hai á, ở cái phương diện nhìn nó ở dạng quả, và thứ ba là nhìn nó phương diện ở dạng nhân, ví dụ vậy đó. Thì nếu mà nhìn ở cái dạng tự tướng á, thì ta gọi là tàn thức, tức là tàn, tàn thức. Còn nếu mà ở dạng quả thì ta gọi là dị thuộc thức, và nếu gọi là dạng nhân ta gọi là nhất thiết chủng, đúng không? Thì cái đó là cái kiểu mà nhìn nó bằng nhiều chiều để nhận thức, để hiểu nó rõ hơn thôi, chứ chả có gì. Bởi vì nó khó hiểu quá. Khái niệm đưa ra thì mấy ngài phải giải thích, thì mình giải thích mình phải học thôi. Dị thuộc thức, nhất thiết chủng, thức. Đó là ba cái tên gọi của nó nha. Nếu đứng ở mặt tự tướng, tự thể cũng được, tướng hay thể cũng được. Tức là cái bản thân nó đó, thì nó là tàn thức. Được chưa nè, bản thân nó là tàn thức. Cái tên gọi chính của nó chính là tàn thức, là A Lại Gia. Vậy đó. Còn mấy cái này là phụ. Đứng ở mặt quả là phụ, mặt nhân là phụ. Quả là sao? Là cái cảnh nó có thể tạo ra một cái con người mới trong tương lai, khác với mình trong hiện tại. Thì ta gọi là dị thuộc, gọi cái quả. Còn cái nhân là tại sao nó lại phát triển thành một cái con người mới trong tương lai, là bởi vì chúng ta đang đi học, là học sinh, là học sinh viên, học viện, tăng ni sinh. Thì đương nhiên cái đó là thu nhập chủng tử vô. Thì cái nhân đó sẽ khiến cho có một ngày tốt nghiệp, lãnh cái bằng xong, chúng ta trở thành cử nhân, gọi là cựu sinh viên, chứ không phải là sinh viên nữa, đúng không? Cái quả là cựu sinh viên, gọi là dị thuộc. Bây giờ sinh viên á thì là chưa chín. Chưa chín. Nhưng mà khi mà nhận cái bằng tốt nghiệp á, là ai cũng như ai à, không còn sinh viên. Mỗi người mỗi khác à nha. Bằng đỏ, bằng xanh, bằng vàng gì đó. Điểm cao, điểm thấp, thủ khoa hay là đứng chót hay thi lại gì đó ha. Thì cái kết quả nó khác. Còn tất cả chúng ta đều đồng đẳng là sinh viên cùng khoái nhau hết trơn á. Thì nói về mặt quả thì ta gọi là gì? Dị thục nha. Chính mà khác đi bây giờ. Thì kệ nó đi, mấy các ngày đặt ra thì mình học đi. Thì cứ chấp nhận đi. Chứ bây giờ các ngài có đặt thêm mười mấy hai chục cái tên nữa thì cũng kể các ngài chứ. Quan trọng là mình phải hiểu nó là sao à. À, giảng là để hiểu. Rồi còn nói về mặt mà nguyên nhân tại sao có cái quả đó, ta gọi là ở mặt nhân tướng. Nghĩa là nhờ cái gì? Nhờ sự tích tụ góp chứa những cái hình bóng, kiến thức, kinh nghiệm gì bên ngoài vô con người của mình á. Ta gọi là chủng tử đó. Được chưa nè? Thì lúc đó gọi nó là chủng tử thức. Được chưa nè? Hạt giống thức. Hay là bây giờ nói cách khác, chúng ta bây giờ gọi là sinh viên thức, đúng không? Còn khi mà chúng ta tốt nghiệp, chúng ta gọi là cử nhân thức. Được chưa? Còn tự tướng chúng ta là tăng ni sinh. Là sao? Tăng ni sinh thì có thể là tốt nghiệp, là cử nhân cũng được. Mà tăng ni sinh, ủa? Tốt nghiệp đâu còn chữ sinh nữa, đúng không? À, mà ví dụ gọi là tăng ni thôi được rồi. Tăng ni là tự tướng, tự thể.
À, tăng ni thì có quyền tốt nghiệp, có quyền ở lại lớp, có quyền đi học. À, thì cái tự thể chúng ta là tăng ni, mà còn ở trong cái trường còn đang học gọi là tăng ni sinh, còn tốt nghiệp thì gọi là tăng ni cử nhân, căn như cử nhân hay cử nhân hay thích cái gì thánh tuệ hả thầy gì, thì lớp trưởng là gì, thánh dự. Rồi bây giờ thì gọi là sinh viên thích thánh dự, nhưng mà tốt nghiệp phải để CN chấm DD là đại đức ha. À, đại đức trước phải không? DD đại đức chấm CN là cử nhân chấm thích thánh dự mới ngoài. Nhưng mà mốt thầy thánh dự lên tốt nghiệp tiến sĩ về dạy lại nha. Thí dụ dạy khóa 15 đi, thí dụ là để là DD đại đức chấm TS là gì? Tiến sĩ là thích thánh dự. Thí dụ á, thì như vậy tiến sĩ đó là mặc gì, quả hay nhân? Quả hay nhân? Quả gọi là dị thuộc, đúng không? Còn bây giờ thầy thánh dự đang học, đang học, giả sử như lớp này lớp đang đào tạo tiến sĩ đi, thí dụ nha, không phải cử nhân, là lớp nghiên cứu sinh, mấy thầy cô tưởng tượng là đang ở bên Ấn Độ đi, đang ở bên đại học Delhi đi, có sao đâu, đúng không? Đâu có mất đồng nào, không cần tốn mấy ngàn đô mua vé máy bay nữa. Thì bây giờ á, quý thầy cô á gọi là nghiên cứu sinh ở, thì cái đó gọi là chủng tử mặc nhân, được chưa? À, rồi dễ hiểu thì tưởng tượng ra thôi nha. Mấy cái đó phụ, nhưng cái chính chúng ta vẫn là tăng ni, ta vẫn là tăng ni. Cho nên có chữ đại đức á, đại đức thì không thay đổi, đúng không? Tăng ni cũng đại đức cũng sư cô, mà tiến sĩ cũng đại đức cũng sư cô, cái đó gọi là tự thể tự tướng A Lại Gia, không có biến đổi, cho dù ở mặt dân mặt quả gì nó vẫn là A Lại Gia. Có nghĩa là nó vẫn có cái khả năng tàn chứa. Về nói về mặt tàn chứa thì nó lại có ba nghĩa, chúng ta lưu ý nha, có ba nghĩa. Cái nghĩa quan trọng nhất, mà cái nghĩa khẳng định tên tuổi của nó, gọi là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, à, gọi là thương hiệu á. À, ở ngoài gọi là trademark, có nghĩa là thương hiệu, được không? Thương hiệu của nó chính là năng tàn. Còn sở tàn, ngã ái chấp tàn, có nghĩa là, à, gọi là chi nhánh, đúng không? Giống như bữa Chí Minh đi lái xe ở ngoài đường Nguyễn Tri Phương á. À, đường gì? À, Trần Hưng Đạo hay Nguyễn Tri Phương gì đó. Mà vòng qua nó để là cơm gà xối mỡ cái gì ký gì đó, mấy người Hoa mà bán cái gì đọc ký cái gì cái gì á, nhưng mà đại khái cái quán cơm đều có chữ ký đằng sau hết trơn á nha, xương ký hay gì đó, cái gì ký thì không biết đó. Thì cái gì không có chi nhánh phụ, tức là độc nhất vô nhị, không có chi nhánh phụ. Đại khái vậy đó nha. Cái gì cơm gà xối mỡ, lão bà hay là lão gì đó, để khái cái tiếng Hoa, cái tiếng mà giống như phim trưởng vậy đó, đó là bắt đầu là không có chi nhánh phụ, độc nhất vô nhị gì đó. Chắc cái tiệm của nó mà nó đông thiệt luôn á nha, đông ghê luôn á đó. Nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là cái năng tàn á gọi là độc nhất vô nhị, gọi là thương hiệu của A Lại Gia Thức, còn mấy cái kia là chi nhánh hết, không có thiệt, dễ hiểu ha. Rồi bắt đầu ta tìm hiểu nha. À, thức năng biến thứ nhất có tên gọi là A Lại Gia, vì nó hữu tương làm điều kiện duyên cho các pháp tập nhiễm, vì hữu tình chấp nó như là tự ngã nội tại. Chả hiểu gì hết, quý cô hiểu không? Chắc cũng hiểu sơ sơ, quý thầy hiểu không? Hiểu chứ sao không hiểu. Nè, nó hữu tương làm điều kiện, tức là làm duyên cho các pháp tập nhiễm. Pháp tập nhiễm là pháp gì? Nhiễm có nghĩa là dơ, được không? Nhưng mà trong cái dơ nó cũng có cái sạch chút chứ, tự nhiên có người ta thường quá, đúng không? Gọi là tạp. Tạp nhiễm có nghĩa là đôi khi có những cái hạt giống nó có dơ mà cũng có sạch. Đại khái tạp nhiễm là vậy nè. À, nó làm duyên cho các pháp tạp nhiễm. A Lại Gia thì ở dạng nó có hai loại người đều có A Lại Gia. Một người là phàm phu, một người là thánh vô học, một người là thánh hữu học. Mà cho đến khi nào xả A Lại Gia, thánh mà A-la-hán mới hết cái tên A Lại Gia. Như vậy thì thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm gì đó là vẫn còn cái tên A Lại Gia nha. Hiền nhân vẫn còn A Lại Gia nha. Mà hiền nhân thì có chủng tử thiện không? Họ hiền mà, đâu có dữ đâu, đúng không? Ví dụ như quý sư cô, mấy ma sơ trong nhà thờ hiền như ma sơ, không nè. Thì như vậy là có chủng tử thiện. Cái tạp nhiễm là vậy á, hiểu không? Cái A Lại Gia nó vừa chứa chủng tử thiện mà vừa chứa chủng tử ác, nhưng có chữ nhân nữa. Chủng tử thiện này được gọi là hữu lậu hay vô lậu ta? Thiện gọi là hữu lậu hay vô lậu? Vô lậu nha. Hết giờ phải không? Chưa hết bài phải không? Thôi, ráng để nói hết cái ý này rồi chúng ta ra chơi nè.
Chủng tử hữu lậu á thì nó lại có hai dạng, chà chà nhức đầu ha, vô vi và hữu vi nữa cơ. A la hán thì là vô vi rồi đó, còn a na hàm trở xuống á, thì còn hữu vi. Hữu vi là sao? Là còn bị trói buộc trong cái vòng, cái chu vi của tam giới á, luân hồi sanh tử á, hiểu không nè? Hữu vi là thoát ly tam giới luôn, sắc giới cũng bay ra luôn nha. Thì a lại gia nó chứa chủng tử, nếu mà nói về về ô nhiễm á thì nó gọi là hữu lậu nè, mà nói về thanh tịnh á thì nó gọi là vô lậu nè. Nhưng mà cả hai cái này phải là hữu vi hết mới được thì mới gọi là a lại gia, tức là còn trong tam giới, không học một là dục giới, hai sắc giới, ba là vô sắc giới thì gọi là hữu vi, được chưa? Gọi là ba giới á nha, là dục nè, sắc nè, rồi gì nữa, vô sắc nha. Nhưng khi mà hết cái chủng tử hữu vi này thì nó chỉ thuần còn lại chủng tử vô lậu vô vi. Thế mà cái chủng tử hữu lậu hết rồi, chủng tử vô lậu này chuyển hẳn từ hữu vi thành vô vi á thì a la gia xả luôn. A la hán vị xả đó, được chưa? Thì cái chủng tử vô vi này gọi là thanh tịnh, không có tạp nhiễm nữa. Như vậy thì pháp tạp nhiễm là pháp có hữu lậu và vô lậu mới gọi là tạp nhiễm. Còn nếu mà chỉ có hữu lậu thì gọi là thuần nhiễm, được chưa? Vì chứa cái hữu lậu, cái vô lậu ở trong nữa cho nên gọi là tạp nhiễm. Mà cái hữu lậu này vì nó nằm ở trong A lại gia, mà A lại gia thì A la hán á không có chơi A lại gia mà xài cái tên khác. Xài tên khác thì cái tên gì tính sao nha. Rồi. À thì bây giờ á cái vô lậu này, cái vô lậu này nó lẫn lộn với cái hữu lậu này, ta gọi là tạp nhiễm chứ không phải thuần nhiễm, được không? Rồi. Còn cái vô vi này gọi là thuần thanh tịnh nha, tức thuần không ô nhiễm. Thì từ từ tính sao. Cho nên cái tên nào để chỉ cho cái sự mà không còn một chút cái tạp nhiễm nào hết, nó gọi là cái nhiễm á, tiếng Phạn á gọi là ma la. Ma la là nhiễm, còn a ma la là vô nhiễm, được chưa? A ma la tiếng Hán dịch là im ma la. im nè, y cà rét em nè, ma nè, la nè, à im ma la thức, hay còn gọi là bạch tịnh thức. Thì a la hán á là nó xả a la gia để nó chứng, nó đổi tên a la gia là tạp nhiễm, đúng không? Mà trong cái tạp nhiễm này nó có chứa một phần vô lậu ở trong. Mà vô lậu này chưa có ra khỏi tam giới, nó cũng còn thiện ác, thiện ở trong nha, cái thiện mới thiện của cổ trời, sắc giới, vô sắc giới rồi đó, cõi dục á. Thì lúc đó nó gọi là Amala thức. Amala có nghĩa là không còn ô nhiễm, tức là vô vi, được chưa nè? Tới cái đó là chúng ta tính sau nha. Rồi giờ cái tên nó nhiều lắm, lát nữa sẽ giải thích lại cái tên sau khi ra chơi vô, được chưa? Mời quý thầy cô nghỉ. Chút nữa trong 18 cái tên có cái tên Amala thức này nè, Imala thức này nè. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói lại chút đó, giờ chúng ta nghỉ đi.